Ngày 11 tháng 8, tại vùng 4 Hải quân tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 giai đoạn 2021-2023. Từ năm 2021 đến nay, Quân chủng Hải quân đã tích cực chủ động phối hợp tổ chức các đoàn đi kiểm tra thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Các đoàn công tác được triển khai khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tốt. Trong 3 năm qua, đã có gần 7.000 tin bài ảnh, phóng sự, phim tài liệu đăng phát trên các báo đài trung ương và địa phương. Hàng trăm các ấn phẩm thơ, ca, nhạc, sân khấu về đề tài biển, đảo, bộ đội hải quân và cuộc sống, lao động, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ nhân dân Trường Sa, nhà giàn DK1. Qua đó góp phần bồi đắp tình cảm, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vào sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta. Sáng ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên 12 tháng 8. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên năm nay mang chủ đề hướng tới tương lai bền vững, kỹ năng xanh cho thanh niên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng xanh cho thanh niên để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn, xanh hơn và bền vững hơn cho Việt Nam. Kỹ năng xanh là những công cụ và kiến thức thực tế giúp thanh niên tận dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, cũng như đưa ra các quyết định có ý thức về môi trường trong công việc và đời sống cá nhân. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, đến năm 2030, 60% thanh niên có thể thiếu các kỹ năng cần thiết để phát triển trong nền kinh tế xanh. Khi Việt Nam nỗ lực hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và một tương lai phát thải ròng bằng không, việc thực hiện chuyển đổi lực lượng lao động để thúc đẩy nền kinh tế xanh và ít carbon là rất quan trọng. Sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Thanh niên giới thiệu góc nhìn từ các chuyên gia trẻ làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến kỹ năng xanh, các tổ chức quốc tế và chính phủ nhằm thúc đẩy thông tin, trao đổi sáng kiến về kỹ năng xanh cho các bạn trẻ Việt Nam. Chung tay chăm sóc, nuôi dưỡng, đỡ đầu để các cháu có nơi nương tựa, cùng chia sẻ yêu thương đến với các cháu nhỏ mồ côi còn nhiều thiệt thòi là mục tiêu của chương trình Mẹ Đỡ Đầu tổ chức thời gian qua tại tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk hiện có hơn 54.000 trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trong đó có hơn 5.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua 2 năm thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu, đã có 685 trẻ mồ côi được các cấp hội phụ nữ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân nhận nuôi dưỡng đỡ đầu với tổng giá trị cam kết hỗ trợ lên đến 7,8 tỷ đồng và hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, hỗ trợ. Nhân ngày hội vun đắp giá trị gia đình và chương trình gặp mặt biểu dương Mẹ Đỡ Đầu tiêu biểu năm 2023, 31 mẹ đỡ đầu tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng. Săn mật ong là một trong những hoạt động nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng có nhiều người chọn hoạt động ấy là một nghề để mưu sinh, đặc biệt là vào mùa mật, thu nhập của nghề săn ong càng cao. Tuy nghề săn mật ong là nghề khá vất vả và nguy hiểm, nhưng nghề này cũng có những thú vị riêng, đồng thời mang lại thu nhập khá. Nên ba thanh niên này đã tập hợp thành nhóm, cứ thế đi săn mật ong ở khắp các tỉnh thành miền Tây. Kèo thì càng bự em càng phái, tại vì nó yêu cầu mà mặc nhiều là mình cảm thấy mà mình vui, mà mình phấn khởi, mình phái chèo lắm, rất là thích chèo. Lấy mật á, thường là em đi cũng vòng vòng các tỉnh mình nè, thí dụ như là tỉnh nhà là Vĩnh Long hay là Sóc Trăng, rồi Tiền Giang hoặc Đồng Tháp. Theo kinh nghiệm nghề, những thợ săn ong thường chọn thời điểm mưa vừa dứt hạt, bước qua tháng nắng thì mật ong rất nhiều. Theo nhóm anh Tấn, có thời điểm nhóm săn được tổ ong dài khoảng 2 mét với hơn 7,5 lít mật. Riêng để lấy mật an toàn, thường thì quá trình lấy mật phải đảm bảo đồ bảo hộ cần thiết. Riêng em thì em chỉ cần một cái túi lưới với một cái dao, với một cái vài cái bịch, tùy lúc cây, nếu mà cây thấp á, thì mình lấy xì dầu mình hốt, còn mà cây cao á, thì mình lấy đuốc mình hốt, nhưng mà mình không có đốt ong, mình chỉ đuổi ong cho đi thôi, là mình cắt thôi. Nhưng mà thường thì kèo thì nó đa số là nó về một lần, rồi là lần sau vài tháng sau là nó về nữa. Hiện nay mật ong có giá dao động từ 900.000 đồng đến 1.200.000 đồng một lít. Trừ chi phí, mỗi thành viên cũng có thu nhập vài trăm ngàn đồng một ngày.
Có thể thấy mật ong tự nhiên nguyên chất là món quà quý mà thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, việc săn ong cũng cần chú ý chừa nguồn thức ăn cho ong để đàn ong tái tổ. Đó cũng nhằm gìn giữ và bảo tồn hệ sinh thái và bảo vệ môi trường thiên nhiên.